Do nhiều giải đấu trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam đều kết thúc muộn hơn dự kiến và điều này làm ảnh hưởng ít nhiều tới kế hoạch tập luyện của đội tuyển U19. Đặc biệt, việc thiếu vắng một số cầu thủ hiện còn đang vướng nhiệm vụ thi đấu với câu lạc bộ cũng đang khiến cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không thể có được toàn bộ các chân sút có chất lượng tốt nhất để hoàn thiện bộ khung và chuẩn bị chiến thuật. Tuy nhiên, cũng giống như các lần tập trung trước đây, việc khắc phục khó khăn về nhân sự là điều bắt buộc và đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Nếu mà nói hài lòng phải có cả bốn cầu thủ Hà Nội, hài lòng phải có cả Văn Hậu thì mới là hài lòng. Mà kể cả có Văn Hậu chúng ta cũng chưa hài lòng. Chúng ta phải cần chuẩn bị phải đá những cái đối thủ khi tất cả cùng với nhau chơi với nhau thời gian dài hơn nữa. Nhưng mà dĩ nhiên thì trong cái khó chúng ta phải cố gắng vượt qua. Thiếu về mặt lực lượng, thiếu về mặt thời gian hay công tác chuẩn bị có một cái trục trặc gì nhỏ nhỏ thì chúng ta phải cố gắng. Trước thềm vòng chung kết giải vô địch U19 châu Á, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ trải qua bài kiểm tra chuyên môn cuối cùng là trận giao hữu với đội tuyển U19 Trung Quốc. Như vậy, tính trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á, đội tuyển U19 Việt Nam có tổng cộng 6 trận đấu cọ sát chất lượng với những đối thủ đa dạng, từ đó giúp các cầu thủ ngày một trưởng thành và vững vàng hơn để sẵn sàng cho các thử thách trước Hàn Quốc, Australia và Jordan. Chúng tôi cũng rất là hy vọng là giống như cái mục tiêu đưa ra làm sao chơi những gì tốt nhất có thể thì cũng có thể một kiều may mắn, một kiều nỗ lực, một kiều thể hiện tất cả mọi thứ chúng ta có kết quả tốt. Theo lịch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U19 Jordan tại vòng chung kết giải vô địch U19 châu Á và kết quả trận đấu này sẽ đóng vai trò quan trọng cho khả năng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể tiến xa ở giải đấu này hay không.